Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản trên trang thương mại điện tử OpenCard. Đầu tiên các bạn vào công cụ tìm kiếm gõ opencard.com. Sau đó bấm vào nút Reguide góc bên phải màn hình. Việc đầu tiên các bạn cần nhập là tên cửa hàng. Sau đó nhập first name và last name. Tiếp tục nhập email. Sau đó nhập password. Bấm vào biểu tượng thẻ bên dưới. Bấm Reguide. Sau đó các bạn nhập mã pin. Mã pin chúng ta nhập từ 1 đến 9 và không được quá đơn giản. Các bạn lưu ý khi nhập mã pin chúng ta cần ghi nhớ để cho những lần đăng nhập tiếp theo ở các thiết bị khác. Bấm Submit. Chúc các bạn thành công.